Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau à, tìm hiểu cái phần 5 trên 6 của bài 17. Phần này tức là chúng ta cùng nhau à, ôn lại cái bảng từ trước khi chúng ta vào các cái phần đàm thoại và bài đọc thêm. Từ thứ nhất chúng ta có từ xòe Xòe âm Hán Việt là tuyết, cũng có nghĩa là tuyết thôi, ai tên tuyết sẽ dùng từ này. Rồi trời có tuyết, có tuyết rơi thì chúng ta nói là xe à xòe xe ví dụ hôm qua có tuyết rơi Chủ thiên xe xòe hôm nay tuyết rơi nhiều chín thiên xe ta à, xe ta từ thứ hai chúng ta có từ chi chi là quý ông à, nói việc là quý có nghĩa là mùa xưa chi là bốn mùa y nẻn xưa chi một năm bốn mùa tức là quanh năm hoặc là bốn mùa trong năm y nẻn sư chi tôi xem xuân thiên dĩ dàng à, bốn mùa trong năm đều giống như mùa xuân vậy rồi từ thứ ba chúng ta có từ dĩ dàng. Dĩ dàng là giống nhau. À, chúng ta có thể nói, à, ví dụ, Wow, cái dĩ dàng. tôi cũng giống như bạn. su, cái na bình xu, dĩ dàng. Quyển sách này cũng giống như quyển sách đó. Chúng ta cũng có thể gom chung lại. Uh, dĩ dàng. Trơ lẻn bền Còn giống nhau như thế nào, chúng ta đưa cái tính chất giống nó nằm phía đằng sau. Ví dụ, Wow, cái này dĩ dàng. Tôi xì hoan cà phê. Tôi cũng thích uống cà phê giống như bạn Hay là chúng ta đều thích uống cà phê như nhau Cái tiếp từ thứ tư Chúng ta có từ rảnh mến, Rỉnh mến là người ta Nói chung chung thôi Ví dụ người ta thường nói là Thời tiết ở đây giống như mùa xuân vậy Rỉnh mến sản số trời tờ thiên chi Kinh xuân thiên dĩ dàng Người ta thường nói là ngủ sớm dậy sớm Sẽ tốt cho sức khỏe Rỉnh mến chẳng số Chào suy chào chị Sinh thị hậu men à, người ta từ thứ năm chúng ta có từ xuân xuân ông nói việc là xuân à, cũng có nghĩa là mùa xuân thôi à, ai tên xuân sẽ dùng từ này xuân thiên hay là xuân chi cũng được à, thường thì dùng xuân thiên nhiều hơn sẩn là thành thành quách thành trì nó sẽ dùng từ này ví dụ thành bắc kinh ngày xưa thì gọi là bì chiến sẩn thành gia định là gia Đình sẩn còn thành công thì chúng ta bỏ cái bộ thổ bên tay trái đi từ thứ bảy chúng ta có ti phân ti phân là nơi hoặc là chỗ ví dụ chỗ này là chơi cái ti phân tôi không thích chỗ này của hoan chơi ti phân chỗ đó hoặc là bên đó là Na ti phân và Henshyan Nagar ti phân tôi rất thích cái chỗ đó và sầm ti phân tức là nơi nào nơi nào hoặc là chỗ nào có khi nó cũng giống như nợ vậy. nhị cha trái sầm ti phân nhị cha trái nợ thì cũng gần như nhau nhà bạn ở đâu cái tiếp chúng ta có từ thứ tám là chi huê chi huê âm nói việc là cơ hội cơ hội thì cũng có nghĩa là cơ hội hoặc là dịp ví dụ dù chi huê là có dịp hào chi huê là cái dịp tốt à, ví dụ có dịp tốt thì tôi sẽ đi thăm anh dỗ hào chi huê và chú suy khanh nếu mà có dịp tốt thì tôi sẽ đi trung quốc du học rủ của dỗ hào chi huê và chú suy trung của liễu xẹ từ thứ chín là từ cụ cù âm áp Việt là cổ à, Hoặc là xưa Ví dụ cù rỉnh là người xưa cũ tùng là những cái đồ cổ Từ thứ 10 ta có từ thủng là đồng Âm à, áp Việt là đồng là Kim loại đồng Và từ thứ 11 là chiên Chiên là cái gương à, Mình ghép chung vô cù thủng chiên là cái gương đồng cổ Lượng từ là dĩ chiên cù thủng chiên à, Có khi người ta cũng nói là dĩ men Men là cái mặt Dĩ men à, nó là lượng từ Dĩ men cụ thủng chiên cũng được còn nếu quên nữa thì dĩ cơ của thủng chiên cũng được không sao cả. Từ thứ hai là 12 là nũng miễn. Nũng miễn là nông dân. Hoặc sư nũng miễn tôi là nông dân. Hoặc phu mù tôi sư nũng miễn. Bố mẹ tôi đều là nông dân. nó có một từ nữa là nũng phu là nông phu cũng là nông dân. Nhưng mà từ đó thì ít dùng hơn. Có vẻ nó già hơn, nó cũ hơn một chút. Từ thứ 13 là từ ti. Ti âm hóa việc là địa, Địa là đất thôi thù ti là đất đai nói chung ti là đất hoặc là ruộng ví dụ làm việc ở ngoài đồng làm việc ở ngoài đồng ruộng thì tiếng Hoa sẽ nói là Chai ti lỵ canh hỏa trong bài nó có câu là Chai ti lỵpha là ý của chiên tức là đã phát hiện một cái gương đồng cổ ở ngoài ruộng hoặc là ở ngoài đồng ti từ thứ 14 là giao sư giao sư cơ bản cũng như rủ của có nghĩa là nếu như nếu như anh không đến thì tôi đi một mình. Giáo sư đi bua lại, wo yi ge sư có khi nó đi thêm một cái cụm nữa là tơ hoa. Giáo sư đi lại tơ hoa, wo yi thì ta cũng có thể dịch là nếu như anh không đến thì tôi đi một mình, có thêm tơ hoa hay là không có thì cũng vậy thôi. Kế tiếp chúng ta có từ thứ 15 là từ bà. Từ này mình có một cái video clip riêng để giới thiệu về nó. Đó là câu của chữ bà đặc điểm của nó là mang tân ngữ ra trước động từ. Ví dụ tôi dọn dẹp cái phòng rồi thì nó có thể nói tôi mang cái phòng ra dọn dẹp sạch sẽ rồi. Wo bà fang jian shou shi de gan gan jing jing la. Rồi từ thứ 16 là từ xa. Xa là lau hoặc là chùi. Ví dụ như cũng có nghĩa là đánh đánh cho nó bóng lên đó. Ví dụ sa ti bàn à, lau nhà, sa hi bàn à, lau bảng và sa liang từ len từ thứ 17 á Sa len có nghĩa là đánh bóng lên Tôi đánh bóng cái gương đồng cổ lên rồi Quá bà cù thủng chiến Sa len là Một cái từ len này không còn có nghĩa là sáng Ví dụ như tân hình len Đèn rất là sáng Tha phản chen lì hãy len trưa tân à, Trong phòng của anh đèn vẫn còn sáng Hoặc là thiên len là trời sáng rồi Hoặc là Tha chuan tờ hình len anh ấy ăn mặc rất là chói, rất là nổi. À, có nghĩa là những cái à, trang phục mà có cái màu sáng á. Từ thứ 18. Thứ 18 là Pú Sào. Pú Sào không ít thì ta sẽ hiểu nó là nhiều. Ví dụ, chín thiên vô hình to rỉnh lại. Hôm nay có rất nhiều người đến. Thì mình có thể nói là chín thiên vô Sào rỉnh lại. Pú Sào rỉnh lại. Cái gương đồng này có thể bán được nhiều tiền. Trơ à, chên, thủng chiên à, Khởi thể mai, Pú Sào tiền tức là khởi gì mai hành tố có thể bán được nhiều tiền từ thứ 19 là vô vô có nghĩa là lại hoặc là nữa dùng trong quá khứ và cho đến hiện tại ví dụ trước đây anh ấy thường đến nhà mình để tìm mình hôm qua lại đến nữa chỗ thì anh ta vô lại trảo bộ. chỗ thì anh ta vô lại trảo hộ trước đây anh ấy thường đến trễ hôm nay lại đến trễ nữa cho tới hiện tại luôn à... chín thì anh ta vô lại hoạt là hôm nay anh ấy lại đến trễ còn vô một cái tính từ rồi một vô một tính từ nữa thì là vừa gì đó vừa gì đó cô ấy vừa thông minh vừa xinh đẹp thá vô sung miên vô à, pheo len à, cái quyển sách này vừa rẻ mà vừa hay treo bình xu vô pian gì vô họ rồi từ thứ hai mươi là từ tay tay nếu là danh từ là nó chỉ những cái sự vật gì đó mà nó dắt ngang qua nó nằm ngang á hướng ngang Ví dụ như uh, lình tay là cái cà vát Rồi giao tay là cái dây nịch, cái dây thắt lưng của mình á Rồi an chuyển tay là gì an toàn những cái thứ mà nó chéo qua cái sự vật khác là tay Rơ tay là nhiệt đới Rơ tay của cha là các quốc gia nhiệt đới Nó nằm ở phần giữa của trái, địa, trái đất á Rồi tay nếu là động từ thì dẫn hoặc là dắt Ví dụ, chín thiên của tai hải trở chuyên mại tông sĩ. Hôm nay tôi dẫn con tôi đi mua đồ ta hãyừ mà hoặc là nếu như anh không biết đường thì để tôi dẫn anh đi bữa tai à, tay ông có việc là đới hoặc đái cũng được 21 từ thứ 21 là suyô truô là sau cùng khi chúng ta muốn biểu thị những cái hành động diễn ra kế tiếp kế tiếp nhau cái trình tự của nó đó ví dụ hôm nay trước hết là tôi ăn sáng sau đó rồi tôi đi mua đồ à, cuối cùng là tôi về nhà nấu ăn

bổn và lai gì đó âm hán việt à, có nghĩa là vốn hoặc là vốn là ví dụ tôi vốn không thích làm giáo viên của bên lại bút hoán tăng lò sư anh ấy à, vốn không thích học tiếng hoa đâu thá bên lại bút sì hoán sẽ trung bên lại từ thứ 23 là từ thá là nó dùng cho đồ vật hoặc là các cái loài động vật à, nói chung các sự vật hiện tượng gì đều được ví dụ cây bút này rất là tốt và nó cũng rất là mắc trước bị hẳn hào dung Hẳn hào dung là rất tốt à, Tha dễ hình quê Nó cũng rất là mắc Tha là nó Từ thứ 24 là trang ti Trang là dáng là từ trên đi xuống Dán chức hay tiên dán trần á. Rồi trang ti là hạ thấp Âm, âm án Việt của nó là chữ D Dán D D là thấp, D hàng, D tiện đó Ví dụ trang ti, cha trữ Hạ thấp giá trị từ gia trị là từ thứ 25. trang à, ti gia trị là hạ thấp giá trị, trang ti giao cầu hạ thấp cái yêu cầu xuống. Từ thứ 26 là sự phấn, sự phấn là à, giống như là phê sản vậy, tức là cực kỳ vô cùng à, nó chỉ mức độ rất cao, sự phấn cao xiên, à, cực kỳ vui hoặc là rất rất vui, sự phấn cao xiên. Từ này thường dùng ở trong văn nói nhiều hơn. Sự phấn sự phân hô huệ vô cùng hối hận từ thứ 27 là hô huệ là hối hận phân hô hoa tôi hối hận vô cùng hoặc là tôi rất là hối hận không nghe lời anh bu thiên tơ hoa từ thứ 28 khuynh miễn khuynh miễn là cung minh tên một cái thành phố ở phía nam trung quốc nó thuộc tỉnh vân nam à, vân nam trung quốc à, khuynh miễn cái nơi mà có phong cảnh đẹp và thời tiết cũng rất là tốt cho nên người ta hay nói là khuynh miệng, y nén sư chi, tôi xiang xuân thiên dĩ dàng. Ở cung Minh, bốn mùa trong năm đều giống như mùa xuân vậy. Tức là quanh năm giống như mùa xuân vậy. Xuân sẵn là xuân thành, đó là một cách nói. Tức là thành phố của mùa xuân, ta hiểu nó vậy là được rồi. Tức là một cái thành phố rất là đẹp, à, thời tiết luôn ấm áp, à, hiền hòa. Đến đây mình xin kết thúc. Phần 5 trên 6 của bài 17 xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp của bài này. Xin chào!